Thưa quý vị và các bạn, quan tâm chăm sóc sức khỏe, nhất là sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho vị thành niên, thanh niên đã và đang được ngành y tế Hà Tĩnh hết sức chú trọng. Sau một thời gian bị chững lại do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, ngành y tế tiếp tục phối hợp với các trường trung học phổ thông trong toàn tỉnh triển khai các chương trình truyền thông tư vấn về sức khỏe, thu hút hàng ngàn đoàn viên thanh niên tham gia. Đây là một buổi sinh hoạt định kỳ của câu lạc bộ nói chuyện sức khỏe sinh sản vị thành niên thanh niên tại lớp 10D3, trường trung học phổ thông Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh. Là chủ đề tế nhị khó nói, nhưng bằng sự thân thiện cởi mở và kinh nghiệm công tác, cán bộ giảng viên của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật đã trao đổi cùng các em học sinh về những kiến thức cơ bản của lứa tuổi vị thành niên thanh niên. Những đặc điểm về tuổi dậy thì ở nam giới và nữ giới, tình bạn khác giới, đặc biệt là vấn đề quan hệ tình dục không an toàn, mang thai ngoài ý muốn và những hệ lụy, các biện pháp tránh thai. Việc duy trì đều đặn 12 buổi truyền thông về sức khỏe vị thành niên, thanh niên tại trường trung học phổ thông Phan Đình Phùng, với gần 1.500 em học sinh tham gia, đã góp phần chuẩn bị hành trang sức khỏe để các em vững bước vào đời. Chương trình truyền thông được tổ chức bằng nhiều hình thức như trao đổi kinh nghiệm, hỏi đáp, kết hợp những trò chơi, câu hỏi trắc nghiệm, kích thích tính tò mò và dẫn dắt học sinh tìm hiểu những kiến thức cơ bản liên quan đến giới tính, lồng ghép bằng những dẫn dụ cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ. Đặc biệt, trong chương trình này, các em còn được giao lưu hỏi đáp trực tiếp với các bác sĩ về những vấn đề khó nói thường gặp ở lứa tuổi của mình. Trước đây em có tìm hiểu về kiến thức sức khỏe sinh sản qua các trang báo, trang mạng xã hội. Nhưng mà những kiến thức đó thì vẫn còn rất mơ hồ và khó hiểu. Mà sau buổi sinh hoạt ngày hôm nay, nhờ sự trợ giúp của giáo viên thì giúp em có thể hiểu được rõ hơn về kiến thức sinh sản. Em và các bạn cảm thấy rất thú vị và có thể chuẩn bị được những hành trang để sau này bước vào đời. Độ tuổi vị thành niên, thanh niên với sự thay đổi về tâm sinh lý, thể chất thường dẫn đến những khủng hoảng về nhân cách, tinh thần, rối loạn cảm xúc, rối loạn hành vi. Chính vì thế, các em cần được giúp đỡ, giáo dục kỹ năng, giới tính để phát triển, hình thành nhân cách. Nhận thức rõ điều đó, Ban giám hiệu các trường trung học phổ thông đã chủ động liên hệ, phối hợp với ngành y tế, tăng cường triển khai các hoạt động giáo dục sức khỏe cho vị thành niên, thanh niên. Có thể thấy, việc cung cấp những thông tin chính thống và đầy đủ cho các em đã tạo ra sân chơi bổ ích và thiết thực, trang bị cho các em đầy đủ kiến thức, kỹ năng. Từ đó chủ động bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho bản thân, chuẩn bị hành trang bước vào đời một cách vững chắc. Thủ thực là hiếm khi thì học sinh chúng em mới có những cái buổi trò chuyện trực tiếp và cụ thể về cái vấn đề sức khỏe sinh sản cũng như vấn đề sức khỏe tình dục ở tuổi vị thanh niên. Cho nên là qua những cái buổi nói chuyện trực tiếp như thế này á, thì chúng em có những cái hình dung cụ thể hơn, qua những cái dẫn chứng cụ thể cũng như là thực tế thì chúng em có thể hình dung rõ ràng hơn về những cái vấn đề này, cái tầm quan trọng của chúng đối với độ tuổi của chúng em. Trong những năm qua, nhà trường đã tổ chức được nhiều hoạt động, có những hoạt động mời các cái giáo sư tâm lý đầu ngành hoặc là các cái cán bộ bên y tế để về nói chuyện trực tiếp. Và trong nhà trường thì có cái tổ tư vấn tâm lý cho học sinh, cái tổ đó đã cùng với học sinh tổ chức được nhiều cái diễn đàn, nhiều cái chuyên đề ở trên sân khấu của nhà trường để giúp về tuyên truyền cái công tác sức khỏe sinh sản mình và nhiều vấn đề khác nữa. Thì trong những năm qua thì học sinh nhà trường tuyệt đối không có những cái biểu hiện không tốt về cái vấn đề sức khỏe sinh sản và cũng như là không có cái các hiện tượng ngoài muốn. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở Y tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, hàng năm tuyến tỉnh đã tổ chức được gần 400 buổi truyền thông cho các em học sinh từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông tham gia, cung cấp gần 3.000 tờ rơi các loại về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, 4.000 bao cao su, 2.000 vỉ thuốc tránh thai và nhiều dụng cụ, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động truyền thông, giáo dục tư vấn tại 15 câu lạc bộ, 16 góc thân thiện, 15 điểm cung cấp dịch vụ thân thiện. Hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho vị thành niên, thanh niên, trải khắp từ tuyến tỉnh đến 13 khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản, thuộc Trung tâm Y tế Dự phòng, 13 huyện, thị xã, thành phố và 216 trạm y tế xã, phường, thị trấn.
cung ứng các biện pháp tránh thai phù hợp khi các em vị thành niên, thanh niên có nhu cầu, giúp giảm việc mang thai ngoài ý muốn và các bệnh lây truyền qua đường tình dục trong lứa tuổi thanh thiếu niên. Hàng năm đều được sự hỗ trợ về cái nguồn kinh phí của Ủy ban tỉnh cho hoạt động này. Thì hiện nay thì tất cả 13 huyện thị trên địa bàn toàn tỉnh đều có cái hoạt động về chăm sóc và sản xuất và tình dục cho vị thanh niên, thanh niên. Và cũng sau quá 5 năm thực hiện á, thì cũng đã có được cái kết quả đáng mừng. Đó là thứ nhất là đã triển khai được rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh. Thứ hai nữa là tất cả các em học sinh bây giờ mà cách đây 5 năm về trước mà nói đến vấn đề tình dục thì các em rất là ngại. Nhưng bây giờ các em là rất là mạnh dạn, chia sẻ, rất là hiểu biết được trong cái vấn đề phòng, ví dụ như là phòng tránh thai ngoài ý muốn. Việc giáo dục giới tính cung cấp các thông tin và kỹ năng để trẻ vị thành niên, thanh niên có được thái độ và hành vi đúng, hiểu biết và có trách nhiệm về những quyết định của mình. Đây là công việc phức tạp và tế nhị, không chỉ là nhiệm vụ của ngành y tế, mà còn cần đến sự chung tay của toàn xã hội, chính quyền, gia đình, nhà trường cùng phối hợp thực hiện, góp phần nâng cao nguồn nhân lực của tỉnh trong những năm tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên đề y tế và sức khỏe kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.